chào mọi người, chào mọi người trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu về cái kit Atini 85 mini. Thì ở trên tay mình đây là cái kit Atini 85 mini. Thì kit này sử dụng vi điều khiển là Atini 85, là một vi điều khiển thuộc hộ AVR. Đấy. Thì kit này mình có thể cấp nguồn qua cổng micro USB là 5V hoặc là 5V ở đây, hoặc là từ V-in. V-in này có thể cấp từ 5 đến 12V. Thì ở đây có các cái chân ra là từ chân B0 đến chân B5. Chân B5 thì có các cái chức năng như là ADC này, analog và DV kép. Thì một chân của nó có nhiều chức năng khác nhau, các bạn có thể tùy biến này. Thì điểm đặc biệt là ở cái kit này là các bạn có thể nạp chương trình qua cổng micro USB thông qua trình biến dịch Arduino IDE. Thì bây giờ nhóm sẽ hướng dẫn các bạn cài cái driver và hướng dẫn sử dụng trình biến dịch IDE nạp chương trình cho con này. Thì ở trên máy tính các bạn tạo cho mình cái driver của cái kit này về. Ở đây mình đã tạo về và giải nhân ra. Các bạn nhấn vào install driver để chạy cái hình này, reset này. Đây. Như này là ok. Rồi, bây giờ mình cắm thử vào để xem đã nhận driver chưa. Đây này. Các bạn vào quản lý driver. Thì ở đây máy sẽ nhận ra là tên này và bootloader. Vì cái con Atini này nhà sản xuất đã nạp sẵn cái file bootloader rồi, nên là chúng ta có thể nạp được qua cổng micro USB. Về phần trình biến dịch IDE thì đầu tiên các bạn vào file này, vào phần Reference và có cái đường dẫn của đây, có cái đường dẫn này. Thì cái đường dẫn này mình sẽ để ở phía bên dưới phần mô tả. Rồi, các bạn copy và copy vào đây. Rồi, ok. Tiếp theo vào tool, chọn bo này, bo manager để chạy một lúc này. Rồi, và chọn country đây. Sau đó sẽ ra thì các bạn sẽ chọn cái phần này và install. Thì ở đây mình đã cài đặt rồi. Không cần lâu. Thì sau khi bạn cài đặt xong cái bo thì ở dưới đây nó sẽ ra một loạt này. Bo này. Rồi. Đây thì bây giờ mình sẽ làm thử cái chương trình leveling. Thì đầu tiên các bạn chưa cắm vội cái dây này vào máy tính, chưa kết nối đấy. Các bạn vào tool này, chọn cái đây, default 16.50Hz. Cái bot này thì mình không cần quan tâm, không chọn cũng được. Và các bạn đây, thì mình sẽ sửa cái chân led này là chân 1. Vì ở trên kit này, nó ra cái led này là chân port 1, chân P1 đấy. Chân 1 này, sửa này, bình thường. Các bạn ấn upload. Đấy, thì đây nó sẽ bảo là các bạn phải cắm vào trong vòng 60 giây. Thì bây giờ mình mới kết nối với máy tính này thì chương trình nó sẽ tự nạp xuống. Đó, thì chương trình đã nạp xong. Đây, led nó hiển thị này. Đó. Thì các bạn có thể viết lập trình các cái code khác và nạp cho con Atini này. Thì trên đây nó vừa hướng dẫn các bạn cài driver và cách nạp chương trình cho cái kit Atini 85 mini này. Thì video của mình đến là kết thúc, thì hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.